Đâu anh em, và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của CZ. Chưa biết đánh gì anh em ơi. Có chữ bùng nổ này. Khóa lại đi. Ok, và hẹn gặp lại anh em sau chuỗi thua nhé. A few moments later. Đánh gì nhé, anh em. À anh em, đây là mình sau chuỗi thua và mình đang có bạn nộp mạng. Mình định lấy thêm hai bạn Vera này, mình lấy thêm bạn Ignite này. Đánh gì nhé, Banuman. Tiêu. Có Vera 2 đấu sĩ này. Hay làm thử trận 8 đấu sĩ nhỉ? Được không nhỉ? 79. Được đấy anh em. Ronny Yon này. Bình tĩnh nha. Ok, cứ bình tĩnh nhá. Chờ xem ra gì. Ignite. Làm chuyện tam đấu sĩ nhỉ? Có khó quá không ta? Tám trăm công vật lý cộng 100% hút máu này. Có sách thánh này thì cho Vera đi. Ok, đừng cho này đó. Tiêu. Ai da 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 da, Shiba. Gì nhé. Ra voi vẫn ra thú. 7 máu. Thánh đồ. Ra voi 2 này. Thế đánh cung voi à? Ayate. Thú. Hình thú mãi chán anh em. Si bỏ. Nông man. Voi này. Chết thương nhá. Voi mỏng ấy nhỉ. Cái giáp máu mỏng nhỉ.
Kỳ Hatta. Ok, thằng thiếu Phoenix này. Có Nakot. Có cả Fanny. Ban sử thì sợ quái. Ấy 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 nhầm. Đổi tí đổi tí. Ê có nào có từ đỉnh hắc ám nhỉ? Xấy luôn luôn, xấy nó luôn. Ui xấy gì đấy bạn ơi. Sấy chán quá bạn ơi. Sấy gì đây bạn ơi. Săn quỷ. Và bỏ luôn nhé. Đang phân vân anh em ơi, đang không biết đánh pháo hay đánh thú hay đánh gì. Chơi trách thương quá. Thương đáy thôi. Săn quỷ voi nguyên tố à? Cung còn 15 con cơ anh em ơi. Dễ trận này mình vẫn đánh, vẫn là đánh cung thôi. Cung đánh voi thôi. Nó có còn 12 con này. Ngọc Đại Pháp Sư. Thôi đánh Nga nha anh em nhé. Đại ra đánh Nga thôi. Bán thần thợ săn quỷ cho bán thần vào trong. Tèo 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 à, có được gánh à. Thợ săn quỷ 2 à, có cần không nhỉ? Đép tìm máu 61 máu cũng chưa cần đép đâu nhỉ. Nguyên tố của bán thần không cần đép. Cùng lắm lấy con Caffini đép. Nhưng mà thực ra có sách thánh có Ngọc Đại rồi thì cũng chẳng có Caffini nữa. QC có thể, QC có thể thì nữa mình sẽ chơi có con Teo. Kẹp tạm con Teo mà. Nắp gánh được này. Con ulti phát nữa. Rồi luôn, rồi luôn. Cảm giác con voi này hơi ít đồ anh em ơi. Thêm tí đồ cho con voi. Hai năm cho tu len nó ulti được luôn. Phát rôn. Ok. Như một thói quen anh em. Có thương thì mình cứ giữ teo cũng được. Mình sẽ hủy này đi này. 52 máu à? Lật được không nhỉ? Lật được không nhỉ anh em ơi? Thì xin hai con hắc ám là xong. Xem nào. Rồng còn 9 con anh em ơi. Thương thì bắt ở bên đáy bên này này, kệ không sao. Hình như có hai thương, check một phát thương phát em ơi. Voi tầm này voi 2, 10 con voi nữa. 10 con voi mình cần tận 6 con à? 6 con. Tơ thì không cần. Cùng chiến. Nhưng mà cái này nó kích thủ vệ cũng ngon anh em ơi. 52 máu chuỗi thắng 1. Ok, cứ cầm máu thêm tí nữa xong rồi lên 8 mình sẽ bắt đầu. Sợ lên 8 hết sứ rồng. 9 rồng 9 nắc. Tần roll sớm không nhỉ? Check phát nè. Một bạn đánh hắc ám, hai bạn đánh hắc ám. Nhiều đánh hắc ám thế. Này cầm nắc về này. Thú à. Nguyên tố hắc ám bán thần cho nhau hắc ám anh em ơi.
Không sao, mình có đồ cho Na cót rồi thì mình cũng không sợ là mình bị mất máu nhiều nữa. Đồ cho Na cót mình khá là xịn. Mình còn rồng nữa. Chưa trách thương đâu, nhưng mình còn trách thương nữa. Sephira. Hay lấy nguyên tố một tí nhỉ? Lấy một tí nguyên tố đép. Đép tí. Trong lúc chưa có nắc hai rồng hai cái gì mang lốc. Mã lốc cũng đép được. Nhưng mà đồ đồ cho mã lốc không có thì cũng không đép được anh em ơi. Đồ ném hết cho nắc rồi. Lên luôn không? Sau lên đi, không vội. Khá là nhiều bạn đánh voi, toàn bạn voi 2 rồi, đang tranh nhau voi hơi khó, bạn đánh nắc 2 này. Điên rồ thế nhỉ, 7 con nắc, bạn này run sớm rồi. 7 con nắc. Không sao, nắc 1 vẫn vẫn ok. Không ok như kiểu nắc 2 nhưng mà đấy, cũng được, tạm được. Eron ulti một phát đẹp em. Rồi, rồi. Ok. 7.000 đam, mình chưa có rồng anh em ơi. Bây giờ tìm rồng này. Tìm tí rồng, đấy có rồng rồi. Có teo luôn này. Bán thần. Teo. Lên có teo 2 cầm máu nhỉ. Đây mình bỏ bán thần đi cũng được này. Có ngọc đại cho rồng này. Mình thể bỏ thực sẵn quỷ đi này. Mình thể bỏ King Chrissy này đi này. Mình thêm con teo nữa. Đó, mình có thể để con Grab thế này, để con rồng này được nắp đi. Và con rồng sẽ thủ luôn. Teo với cả Nakot. Nakot đánh thưởng hai phát nó cũng multi được này. Ô, sao lại nó ulti sớm nhỉ? Chưa ra gì. Bán thần thì cân nhắc anh em ơi, mình chưa chắc mình đã đánh bán thần. Tại trận này ra sách thánh. Mình thể xoay nguyên tố. Nguyên tố cũng được, hoặc là kẹp tinh linh vào giữ máu tạ. Lên xuống. Đi khỏe mình chơi thôi, Silica chăng? Malok chăng? Phun tướng 4 5 vàng chăng? Thôi mà lốc bỏ. Bây giờ nắc này, check phát thương nhé. Một bạn để thương đáy bên kia này. Một bạn để thương giữa này. Thương bên này. Thế thì thương đáy bên này đúng không? Check phát mình sẽ để cái này nhé. Không bạn nào bắt mình, có một bạn bắt mình bên kia. Đâu nhỉ? Azenka. Sao mình không teo này cũng được. Bế hết lên này. Teo ăn xiên rồi. Nó có ulti chậm thế. Giờ nhè. Không đùa được rồi em ơi. Không đùa giỡn được rồi. Không đùa giỡn được rồi. Cần con Nakot 2, cần con rồng 2 đấy. Mình roll hơi muộn. Chắc mình roll hơi muộn. Em mình roll sớm hơn một tí. Nặng 4 con. Giờ không có nguyên tố, không có voi, không có gì. Nhanh thật. Xoay sang gì nhỉ? Tinh linh. Đầu ơi là đầu ơi. Đầu ơi là đầu ơi. Giao 2, siêu 2, siêu 2 làm gì nhỉ? Làm nhiều thứ đấy anh em ơi. Này đi. Góc này vẫn còn mất con teo. Nhưng mà còn rồng. Còn con nắc nữa. Ok, dọn hết đám dưới rồi. Rồng còn 4 con, nắc còn 2 con. Chắc phải có một bạn nào đấy đi thì mình mới chơi được anh em ơi. Ngọc đại bán thần thì không cần nữa rồi này. Lấy thêm gì nhỉ? Lấy thêm nguyên tố đi. Nguyên tố tinh linh. Rồng 2 này, nguyên tố này. Bây giờ mình phải thay hai này lấy hai bạn nguyên tố cũng được. Có nên ông ta? Bởi vì thực ra con teo của mình chết thương phát dễ bị bắt quá. Một phát thương này, hai thương bắt bên này. Ốc hai bạn bắt thương bên này mà, ba bạn bắt thương bên này mà, mình đào sang là được mà.
này được rồi mà. Đúng không nhỉ? Này là được rồi mà. Nếu mà không ai sang bắt mình, còn nếu mà anh em bắt mình thì mình chịu chết luôn. Bế được con rồng hồi góc lệch này. Rồng bắn được này, teo ulti một phát, ulti được hai phát. Nắc có chết, ok. Voi mấy con, voi 6 con à. Tại thằng sao Ôi cái gì đấy? Cá mình chăn máu à? Đèn ấy. Bây giờ mình cần cần gì ta? Cần gì nhỉ ta? Nó còn hai con thế thôi, mình lên 9 nhé. 36 máu chắc lên 9 được nếu mà không đi luôn. Trách phát thương nhưng mà mong không ai bắt mình. Một bạn thương bắt kia, thương bắt kia. Thương bắt kia. Không có bạn thương đáy bên này. Bắt góc này đi. Đây bạn này thương giữa này. Thương giữa này thì nó sẽ bắt vào góc đáy này thôi. Ok. Zenka đấy. Teo ulti một phát rồi quay sang bên phải này em ơi. Địch is over here. Choáng một phát. Rồi hai phát, ok. Mình cho nguyên tố vào cũng được nhưng mà teo mình đang teo 2 nên là mình vẫn muốn chơi một tí nhá. 13.000 đam này, nhiều đam phết. Không phải là ít đâu em ơi. Bế bạn nguyên tố ghê này. Có 9 con voi này. Ba con nắc vẫn chưa tài đâu. Chưa tài đâu anh em ơi. Lên thêm tí đi. Bế này đi. Receive. Teo à? Dễ khả năng mình cứ để cái này mấy bạn ấy sẽ soi soi nhà mình rồi bạn ấy bắt mình mất. Để thế này thì an toàn này. Để thế này thì chắc là nó rồng thổi được góc này. Rồng thổi góc này cũng được. Không sao, teo mình bắn chéo góc tí. Chấp nhận teo bắn xấu tí anh em ơi. Bây giờ mình cho sách thánh sang cho teo 2 cũng được này. Nhưng mà mình cần chắc mình cần đa một con Narcot tiền sau đấy anh em ơi. Lên thêm cái sách thánh nữa thì ngon. Nguyên tố. Chắc chạy không chơi nguyên tố được. Mình thích cần thêm một cái phù thủy này. Sát thủ phù thủy à? Tức là lấy một con sát thủ xuống sang tuyến sau cũng khá là ngon. Hay lấy thêm phù thủy nhỉ? Suy nghĩ nào anh em ơi? Đồ gì đây? Liềm, một cái liềm, một cái liềm. Đây luôn đi. Receive, check phát nhá. Con bon cát bay bên kia rồi, bây giờ mình không có truy hồn. Biết mình sống pha này kiểu gì anh em không? Biết pha này sống kiểu gì đây? Để mình cho teo. Tốc đánh cho teo. Đuôi này chắc bán. Azenka chắc cũng bán anh em ơi. Rồng này, ok, teo chéo góc này. Nhưng mà góc đấy chẳng có ai này. Teo một phát ulti nữa chết con nắc. Không chết con nắc, nắc có liềm thì sao? Ok bạn này, ok rồi này. Phải vả một tí đấy, phải vả bạn ấy một tí đấy. Mình muốn thay nguyên tố vào nữa anh em ấy. Nào mình phải lên một con đi tìm bí rắc nhá. Đi tìm bí rắc mình thay nó nguyên tố à. Mình đang để 2 QC mà. Xem một sách thánh cho con teo đi. Này đi cho nó chắc ăn đi. Voncat, thêm một con Voncat cũng được. Tầm này đồ cho Voncat cũng khá là uy tín rồi. Narcot còn 3 con, rồng còn 3 con, bạn kia vẫn chưa ngoèo à. C2. Rồi rồi. Thế thì mình cần một con Iraq anh em ơi. Muốn lên Azenka 2 lắm. Thêm lên Lily nhỉ, tên Lily kích hệ. Trách phát thương. Thương mày đã sang lấy cái này. Thêm Azenka thích nguyên tố nữa không nhỉ? Hay là mình mình bỏ con Jill đi. Không, mình bỏ nguyên tố đi. Cho thêm con Thêm. Chắc đã sống được đến tầm đấy. Rồi, không có truy hồn làm sao giết con Voncat này đây. Giỏi, giỏi. Thêm. Mình sẽ bỏ con nguyên tố đi nhá. Mình muốn tìm đi rắc nữa. Rất nhiều tướng cần tìm.
Thử rồng quá, hai rồng. Hai rồng hai ngọc đại mà. Giờ đi rap anh em ơi. Giờ đi rap anh em ơi, nhập thêm. Zill này đi này. Đi đi. Check phát thì bạn kia bạn ấy sẽ hai rồng được này anh em ơi. Đi đi đi. Con rồng tạm đi. Teo rồng ngọc đại. Hai rồng nhé. Kỳ chưa, ok ham. Ok, 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 ok. Đã không kịp ấy anh em ơi. Teo mình cũng đứng góc xấu quá nhưng mà lỡ ở đấy vỗ quá, không kịp làm gì. Ôi ở nắc mình không kịp làm gì. Ồ hợp, mày quá bạn này đi. Thên này, ok. Voi khả năng lên được 3 không nhỉ? Bền lên 3 hơi lâu nhưng mà Thế bạn này đi rồi này. Với bạn này vả vỡ nhau bớt đi, trời ơi. Còn nhiều móc thế. Sao lại còn nhiều máu thế? Nào có 2, bây giờ mới lên 2. Rồi, Von Cat. Này Von Cat. Đúng được. Thế bỏ con gì? Bỏ Chrissy đi. Chrissy Von Cat đi. Liềm cho Von Cat. Tốc đánh cho... Sao mình muốn con Teo này? Teo đâu? Cần kịp anh em ơi. Sao nhưng mà nó sách thánh cho Von Cat là uy tín rồi. Rồng mình bị thổi xấu này. Thôi nhảy Von Cat. Ăn choáng bây giờ. Còn liền nhảy một phát nữa. Thôi sắp đi rồi. Còn voi 3 nữa còn chưa lên voi 3 nữa. Quả này hơi lỗi anh em. Hơi lỗi một tí. Đây con voi nữa. Cần thêm 1, 2, 3, rất nhiều con voi. Rất nhiều con voi à. Thêm 2. Đây là Teo Nakot mình. Này à. Này được em ơi. Check phát nhé, mình vừa bị bế của bạn thương kia. Mong thiết mình chỉ còn gặp bạn này thôi. Cho hai rồng hai góc này đi. Ok, này đi. Nakot vào giữa. Thổi xấu thế. Ở không góc này cũng đẹp lắm nhỉ. Hay là góc cũ. Thổi hai dòng chéo hai góc thôi. Thôi để cho hai dòng chéo hai góc thôi anh em. Góc này cũng chưa đẹp lắm. Đang để có Teo ra góc. Nhưng mà Teo cũng có ulti luôn đâu. Teo cũng không ulti luôn. Thế hai để hai dòng hai góc này là ok rồi. Một bạn thương mình vừa gặp rồi. Nakot vào giữa. Teo ra góc à? Được. Một thể thắng sao? Rồi không có. Khổ sở quá anh em ơi. Bây giờ Phải làm sao đây? Này mình sẽ cho Nakot nhé. Cho Nakot được gánh. Mong nó ulti được một phát. Follow cho voi. Cho voi đi. Chấp nhận cho voi tí. Hay là mình cho Teo mình. Bạn thương kia thôi. Cho Teo sang góc này nhá. Vẫn cần một cái truy hồn nữa. Voi chắc khó lên 3. Trừ khi bây giờ ra một cái thẻ thắng sao. Chắc bạn này đã sống được. Thêm mình ăn choáng này. Rồi là con mình ulti được phát không ấy. Rồi không ulti được luôn. Không gì cản con Teo này rồi anh em ơi. Teo này bắn như điên rồi. Nó ăn choáng phát này. Trừ khi nó choáng và đúng lúc mấy con cát mình nhảy. Không chuyện đấy rồi. Thôi đi rồi. Có cố gắng nhưng mà không đáng kể. Phát này nếu mà có khi mình quả này mình để bán con voi rồi mình lên một con thên 2 hoặc là một hay ở đấy mình lấy một cái choi. Xong rồi cho thương cho Von Cat rồi Von Cat nhảy xuống. Thêm 1 hơi yếu, Von Cat 1 hơi yếu. Chưa tài rồi. Chưa tài rồi.
Anywho, biết mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu bạn thích clip trên thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý bạn thể giúp mình phát triển kênh nhé. Okay.